chào các bạn. Mặc dù cơ thể có khả năng tự làm sạch, nhưng nó cũng rất cần được trợ giúp thêm. Hệ thống miễn dịch, thận và gan hoạt động đồng thời để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể ngay khi chúng xâm nhập vào. Tuy nhiên, khi những chất độc này vượt quá khả năng loại bỏ của cơ thể, chúng sẽ được giữ lại trong một thời gian dài cho đến khi chúng ta thực hiện hành động để loại bỏ chúng hoàn toàn. Vậy đâu là nguồn gây ra độc tố cho cơ thể và các dấu hiệu nhận biết độc tố trong cơ thể như thế nào? Bạn hãy cùng theo dõi nội dung dưới đây nhé! Những nguồn gây ra độc tố cho cơ thể. Chất độc môi trường. Những chất độc này thường đến từ những nơi có sản xuất công nghiệp, phương tiện giao thông, ô nhiễm nước và không khí, bức xạ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hoặc trong các sản phẩm làm sạch, thuốc xịt tóc, nước hoa và đồ trang điểm có thể tìm thấy ở nhà. Những độc tố trong lối sống gồm. Độc tố trong lối sống thường đến từ các chất hóa học mà chúng ta đưa vào cơ thể như đường, thuốc kê đơn, thực phẩm chế biến sẵn, rượu, caffeine và thuốc lá. Những phản ứng trao đổi chất. Khi cơ thể bắt đầu phá vỡ protein, đường và chất béo, chúng sẽ tự nhiên bắt đầu sản xuất chất thải độc. Khi một chế độ ăn uống không đủ chất dinh dưỡng, các chất độc sẽ tích tụ trong cơ thể. Vi khuẩn đường ruột. Đường tiêu hóa chứa đầy men và vi khuẩn giúp tiêu hóa thức ăn. Khi có sự phát triển quá mức của vi khuẩn trong đường ruột thì chất độc sẽ xâm nhập vào máu và dẫn đến các tình trạng sức khỏe khác nhau. Độc tố cảm xúc gồm căng thẳng, sợ hãi hoặc các sự kiện sang chấn có thể ảnh hưởng đến cả hệ thần kinh và nội tiết tố, sau đó ảnh hưởng đến khả năng giải độc của cơ thể. Sau đây là các dấu hiệu nhận biết độc tố trong cơ thể và cho biết bạn cần phải có hành động để giải độc cho cơ thể của mình. 1. Tăng cân không kiểm soát. Bạn nhận thấy cân nặng của mình tăng liên tục, mặc dù đã sử dụng chế độ ăn hạn chế và tập luyện thể dục thường xuyên. Rất nhiều chất độc có tính ưa mỡ tích tụ trong chất béo của cơ thể. Chất độc trong mỡ có chứa thuốc trừ sâu và dioxin, khiến cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào mỡ hơn để tích trữ nhiều chất độc hơn. Điều này khiến bạn gần như không thể giảm cân cho đến khi thải hết độc tố trong cơ thể. 2. Mệt mỏi liên tục. Khi cơ thể dư thừa một lượng độc tố, nó sẽ tạo ra rất nhiều căng thẳng cho tuyến thượng thận. Nạp chất độc trong thời gian dài có thể dẫn đến quá tải tuyến thượng thận, khiến bạn cảm thấy kiệt sức và buồn ngủ. Hơn nữa, một số chất độc như caffeine có thể phá vỡ các chức năng của tuyến thượng thận bằng cách buộc cơ thể phải tỉnh táo trong khi chiến đấu để thải độc tố. 3. Mất ngủ. Nếu bạn cảm thấy cơ thể thường xuyên tỉnh táo và căng thẳng, đó có thể là sự mất cân bằng về mức độ cortisol. Cortisol là một loại hormone mà cơ thể tiết ra, đặc biệt là vào buổi tối để giảm căng thẳng. Mức độ cortisol ở những người khỏe mạnh cao vào buổi sáng và giảm dần trong ngày. Khi mất cân bằng cortisol, nồng độ cortisol vào buổi tối sẽ tăng cao. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và tỉnh táo hơn vào buổi tối so với buổi sáng. Mất ngủ lâu dài sẽ dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim. Vì vậy, việc giải độc cho cơ thể là vô cùng cần thiết. 4. Suy giảm tư duy. Độc tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến não như bột ngọt hoặc aspartame. Nếu bạn thường xuyên ra ngoài trong ngày mà không có lý do cụ thể, rất có thể là do độc tố cao trong cơ thể. Bột ngọt thường có trong thực phẩm và thịt đã qua chế biến kỹ, trong khi aspartame có trong đồ uống không đường, kẹo cao su và kem đánh răng. Cả aspartame và bột ngọt đều có khả năng tiêu diệt tế bào não và ngăn cản quá trình oxy hóa của não. 5. Đau đầu không rõ nguyên nhân. Nếu bạn thường xuyên thấy mình bị đau đầu mà không thể giải thích được, đây có thể là dấu hiệu cho thấy mức độ độc hại của bạn đã cao hơn bình thường. Các chất độc có thể ảnh hưởng đến não như aspartame và bột ngọt cũng có thể gây đau đầu dai dẳng. Tuy nhiên, có những chất độc khác có thể dẫn đến đau đầu như phẩm màu thực phẩm, chất bảo quản và kim loại nặng. 6. Tính khí thất thường.
Nếu bạn cảm thấy tâm trạng thay đổi thất thường suốt cả ngày, đây có thể là dấu hiệu cho thấy có sự mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Các chất độc như xenoestrogen gây ra sự mất cân bằng nội tiết tố có ảnh hưởng đến cả hai giới. Xenoestrogen là một hỗn hợp tổng hợp của các hormone hoạt động giống như estrogen trong cơ thể. Xenoestrogen thường được tìm thấy trong các hợp chất công nghiệp. Bạn cần tránh sử dụng đồ nhựa, đặc biệt là trong nhà bếp, có thể làm giảm hàm lượng độc tố xenoestrogen. 7. Mùi cơ thể khó chịu. Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng hôi miệng, khí hư và có phân mùi hôi, đây có thể là dấu hiệu cho thấy gan và ruột kết đang phải vật lộn để loại bỏ một lượng chất độc cao. Khi cảm thấy đầy bụng trong một thời gian dài, không cảm thấy đói và mùi cơ thể khó chịu thì bạn cần giúp cơ thể thải độc. Hãy thử dùng cây kế sữa, dầu ô liu và nước cốt chanh để giải độc gan hiệu quả. 8. Táo bón. Nếu bạn thấy mình không đi tiêu mỗi ngày do chế độ ăn uống thiếu chất chống oxy hóa, thì các chất độc sẽ được hấp thụ vào máu và bắt đầu tích tụ. Uống nhiều nước cùng với một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa và chất xơ có thể loại bỏ chứng táo bón, đầy hơi và ngăn không cho chất độc hấp thụ vào máu. 9. Đau nhức cơ bắp. Trong trường hợp bạn đang bị đau cơ tái đi tái lại và không thể giải thích được, thì đây có thể là dấu hiệu của việc cơ thể bạn đang nạp nhiều chất độc hại. Độc tố có khả năng kích thích các thụ thể đau nằm trong cơ, sau đó dẫn đến co thắt cơ hoặc chuột rút. Các chất độc thường có ảnh hưởng ngay lập tức đến cơ vì chúng thường đến từ thức ăn. Nếu bạn đang bị chuột rút cơ mà không rõ nguyên nhân, hãy ghi nhận nhật ký về thời điểm nó xảy ra và những gì bạn đã ăn trong ngày để xem loại thực phẩm nào có thể gây ra chứng này. 10. Những dấu hiệu xấu trên da. Gan có nhiệm vụ loại bỏ hầu hết các chất độc ra khỏi cơ thể. Nếu cơ thể bị quá tải với các chất độc, gan không thể theo kịp và các cơ quan khác cố gắng đào thải những chất độc đó ra ngoài qua da. Khi làn da cố gắng loại bỏ độc tố trong cơ thể, nó sẽ phản ứng xấu với quá trình này vì nó coi chúng là chất độc. Điều này dẫn đến mụn trứng cá, phát ban trên da, chàm, da và nhọt. Để giúp cơ thể được khỏe mạnh và phòng tránh bệnh tật, bạn cần theo dõi và phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường của cơ thể như đã nêu trên để cần biết khi nào bạn cần phải thải độc gấp cho cơ thể nhé. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.